phim Đừng Làm Mẹ Cáu đã chính thức khép lại vào tối 3 tháng 3 với cái kết viên mãn cho tất cả các nhân vật. Ngay sau khi tập cuối lên sóng, diễn viên Quỳnh Cun đã có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình đồng hành cùng bộ phim. Theo đó, cô gửi lời cảm ơn đến khán giả, đồng thời mong mọi người ai cũng tìm được tình yêu của đời mình. Ở tập cuối của phim, Hạnh Quân chính thức về chung một nhà, cặp đôi cũng có nụ hôn đầu tiên. Đặc biệt, Happy chính thức gọi Quân là bố của mình. Đây cũng là điều cô bé từng ao ước từ những lần đầu gặp anh. Hiện, tập cuối của phim nhận được sự quan tâm, bàn luận lớn của khán giả trên các diễn đàn phim ảnh. Ngoài việc dành lời khen cho nội dung chữa lành của bộ phim, khán giả cũng công nhận Quỳnh Cun đã có sự trưởng thành về diễn xuất sau dự án này. Đừng Làm Mẹ Cáu đánh dấu sự trở lại của cô sau Gara Hạnh Phúc. Cả hai phim đều được yêu thích, đồng thời đạt mức rating ổn định sau mỗi tập. Ngay sau khi phim kết thúc, diễn viên Quỳnh Cun đã có đôi lời chia sẻ đến dự án lên trang Facebook cá nhân. Theo đó, cô gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã theo dõi dự án, đồng thời dành lời chúc cho tất cả mọi người sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nữ diễn viên viết, chúc mừng mẹ Hạnh và sếp Quân cuối cùng cũng đã thành đôi. Chúc cho mỗi người trong chúng ta đều sẽ yêu và được yêu. Cảm ơn quý khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ Đừng Làm Mẹ Cáu. Kèm theo bài đăng, Quỳnh Cun chia sẻ ảnh chụp chung với Nhan Phúc Vinh, động thái của cô nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Khán giả dành nhiều lời khen đến màn trình diễn của Quỳnh Cun trong phim, đồng thời đặt kỳ vọng vào các dự án mới đến từ nữ diễn viên. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.